cuộc đời mà cũng cứ trả cho nó hết đi. Cuộc đời nè, cái làm mẹ làm con làm bà làm cháu là cũng là ân nghĩa quán thù mà ra, không biết là ân nghĩa hay là quán thù biết không. Cái đó thôi là kiếp trước trả cho nó hết đi thôi, tôi cũng chúc mừng cho cụ. Thì bây giờ thôi thì cũng mong bữa nay ngày rằm cụ đi về nhà mới, cụ có nhiều cái niềm vui vậy thôi. Mà trong thời gian ở đây tôi có làm gì bà buồn không? Trời ơi, thầy mừng lại như tôi buồn. Rồi tôi ăn ngày 2-3 bữa. Tôi thì hay nói thẳng, nhiều khi có chuyện gì buồn mà tôi đâu nói gì bà thẳng đâu. Đâu có nói gì đâu. Ai cà giật thì tôi mới cà giật, chứ còn bà đâu có, chứ tôi đâu có chuyện gì đâu đúng không? Dạ. Bà đi thì cũng buồn, thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà thôi cũng phải chịu, chứ bây giờ mẹ con cho gần nhau. Rồi tháng 7 nếu mà hết dịch bệnh thì đi Việt Nam hả? Dạ vâng. Nhưng mà tình hình vậy không biết làm sao nữa đó nghe. Tại vì thấy bên Ấn Độ quá trời luôn. Hết ăn gì Việt Nam, còn đi chùa chiền là được. Ở đây đâu ngồi chỗ không thầy thấy không? Tôi không biết lái xe đâu. Ở đây thì tôi cũng không biết lái xe. Bởi vậy chứ phải mà tôi biết lái xe chiều chiều ha, tôi chở muốn đi gì tôi chở cụ đi cũng được, hay là chiều nói tôi chở bà ra ngoài công viên đồ coi nước coi thào đồ cho tôi bó tay mà bà cũng bó tay luôn rồi, bó chân. Mới đi học á, kêu ông sở gỡ dắt đi học lái. Học lái đi còn trước tiên nữa đó thầy. Lái một cái giọt một cái á, chứ người ta giọt từ từ, ta đạp ga từ từ, cái tôi nhấn một cái lên lề luôn, không. Không mà nếu học thì giờ tuổi cũ, giờ cũng họ cũng không cho lái nữa. Vì thứ nhất là cụ hay quên á. Vâng. Thứ hai là giống như liệu thì cụ chưa đến nỗi là liệu, nhưng mà giật mình đúng không? Giật mình thì làm sao mà lái? Xe đông nữa, ở đây xe đông, xe hơi đông, xe hơi không. Chứ hồi xưa chạy xe không đa giỏi lắm á, nghe chạy thầy. Tôi với bà cũng có duyên tới đây rồi, hết rồi ha. Không có đâu, nhiều khi còn nữa thầy ạ. Thôi đó chìa được rồi. Rồi chờ anh chút đang lại đó, ông đưa tiền luôn cho rồi trả cho bà để đi. Bởi vì nhà mình thuê nhà thì mình phải trả tiền trước người ta. Cái luật nó vậy đó. Bây giờ ông đang chưa đưa hả? Chút xíu ông lại tới, ông đi rút rồi, ông đi rút mà. Phải không, hay là rút rồi? Trời ơi, tôi mới bị ông đi rút ngày hôm qua thôi, cụ ơi, chưa có đưa đâu. Trời ơi, đưa là bà có tiền nhiều rồi. Rồi coi như tôi, bà gửi tôi bao nhiêu là tôi đưa lại cho bà hết rồi đó. Điện đài thôi, tôi không có lấy đâu, nói vậy thôi, chứ bà ấy cũng đâu có xài bao nhiêu. Trời ơi, xài nhiều lắm đó. Thôi. Nhưng mà vui thì bà ra đi còn tình nghĩa được. Nên nói phàm sự lưu nhân tình, dị lai bất tương kiến. Phàm ở đời đó phải giữ cái tình người, đừng có để ngày sau không có dòm mặt nhau. Thì tôi ai cũng vậy à. Tôi không có không có bao giờ mà cái tật tôi là không bao giờ mà ngồi đó để cho ai cung phụng. Còn thí dụ như người già tôi giúp được gì tôi giúp, tuy vậy chứ tôi cũng thấy không. Cụ chịu trách nhiệm, cụ để cụ rửa chén mà đâu có lần nào mà tôi để cụ rửa không đâu. Tôi lúc nào cũng vậy, nói chứ mình đâu còn trẻ mà đâu có ngồi đó mà để cho bà già phải lo.
thật sự cụ ở với tôi còn thấy á, biết, biết mà có bao giờ mà tôi dám sai cụ hay là mượn gì đâu, phải không? Rõ ràng là làm chứng trước khi đi là bà phải minh chứng để đó, để rồi mang tiếng là sau này nó tôi bà ở đây là tôi nhờ nhỏi. Đất ơi, ở đây thầy có cho tôi làm cái gì, có coi phim tối ngày không à? Ở không tối ngày có coi phim không à? Rồi tiền bạc cũng vậy, bà thấy không? Đi chợ là bà trả của bà ăn gì bà mua của tôi là tôi trả, chứ không bao giờ tôi để bà trả. Và đúng không rồi. Phải tôi nói rõ ràng, tôi nghèo thiệt cụ. Nhưng mà tôi muốn mua cái gì á, tôi ngắm có khả năng tôi mua thì tôi mới mua. Tôi không bao giờ mà bò bòe bò quẹt mà thấy đi với bà là cái tôi làm bộ tôi bóc tôi liện vô để cho bà trả, bà thấy rõ ràng không? Mà chính bà dành bà trả tôi không cho, tôi nói thật sự. Cho nên con người tôi sống ngay sống thẳng cho nên tôi không sợ thằng nào con nào, bà biết không? Chính ông Đan chợ ông gì nữa, ông mua là tôi trả tiền đàng hoàng đó, chứ không có mà. Nhưng mà thí dụ như vậy giờ ông mua có 2-3 đồng bạc thì gom 2-3 lần vậy đó là nè tôi nói không có biết cách chứng này nè mua 2-3 lần là tôi chuẩn bị rồi nè, thấy không? Một hộp lại tôi trả nè. Chứ tôi không có bao giờ mà tôi bị họ có mua cho tôi cái sắp bánh rong biển đặng cuốn cá chai đó. Mình nó sống vậy đó, bởi người ta nói con người mình coi như cái gì đó tiết kiệm để giữ cái đức, mà sống sống đạm bạc để cho cái con người mình nó có cái trí tuệ sáng suốt, đừng có sống mà lợi dụng người ta. Tuy ông đang tôi thân nhau vậy chứ cái nào ra cái đó đó. Ủa, như vậy làm qua chưa có rút hả? Hồi qua tôi mới đưa cái thẻ cho ông bên nào đi rút rồi trả bà cho rồi, bà không chịu lấy, nhưng mà tôi nói không. Bà gửi bao nhiêu thì tôi trả đàng hoàng, nhưng mà tại vì tôi muốn có làm chứng có ông Đan. Bởi vì bà gửi tôi cũng có mặt ông Đan, mà bây giờ tôi trả bà cũng tiền bạc á, ta nói tài chính phân minh thị trượng phu. Thấy không? Tiền bạc nó rõ ràng với người đó trượng phu. Chứ còn không phải mà úp úp mở mở rồi mơ mốt rồi bà quên cái mà nó ổng biết đưa trong thầy không có trả không chết tôi à. Đó, cho nên bởi vì tiền ở Mỹ á, không có giữ hết tiền ở trong nhà. Có tiền là bỏ nhà băng hết hà. Chứ bà thấy Mỹ chỉ trừ ra mấy bà già bỏ vài trăm trong túi, tại vì mấy bà không để trong nhà băng được thôi. Chứ còn ở là bao giờ mà người Mỹ mình để tiền trong nhà đâu. Đó mà bà thấy tôi không biết lái xe, mà cái ngân hàng đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ ở nhà tôi lên mạng tôi online tôi coi, thí dụ như ai cho tôi 1 đồng 2 đồng gì đó, ví dụ vậy, cho qua cái Zile gì đó là tôi biết, nó báo qua điện thoại tôi thôi. Chứ còn tôi hoàn toàn có tiền bạc tôi không có biết. Đó thì ông Đan tôi, nhưng mà thí dụ ông rút không bỏ gì là nó báo qua điện thoại tôi liền à. Tôi lên online tôi coi tôi thấy à. Mà tôi cũng nói với ông Đan tiền bạc cũng phải đàng hoàng nữa. Đó. Đàng hoàng chứ đâu có gì đâu. Yeah. Còn cái chuyện cá tôi, nhân cá vậy tôi cũng tin tưởng thầy chứ Đan cá nhân của ổng ngoài đời sao chuyện của ổng. Còn đến với mình ổng đàng hoàng là mình biết ổng đàng hoàng. Còn chuyện ngoài đời ổng thế nào cái chuyện đó tôi không khe bà biết không. Còn bây giờ hỏi bà sống mà con người mình cứ nghi ngờ, cứ người này nói qua người kia nói lại, ngay cả gia đình trong nhà ổng cũng đâu có nói không tốt đâu. Nhưng mà mình nói thường thường ở thế gian á, chỉ con người cái con mắt mình á chỉ nhìn thấy ở xa chứ không ai thấy cái chân mi được. Bà thấy không, bà nhìn con mắt bà cái chân lông mi ở trước mặt bà, trước con mắt mà cái con người bà nó chỉ nhìn xa chứ đâu có nhìn thấy lông mi. Ê cũng vậy, đời người ai không có cái chỗ xấu, bà thấy không? Ông kệ ông cái chuyện làm ăn của ông, tôi không có khe. Ông có phải là người tu, ông người đời. Chuyện ổng trai gái hay tiền bạc gì chuyện của ổng không dính gì tôi đối tôi là ổng tiền bạc rất đàng hoàng, mà tôi với ổng cũng sòng phẳng rất đàng hoàng. Mua cái gì thà ổng mua ổng cúng tôi thì thôi, thí dụ như trái cây ổng mua, nhưng mà mấy tuần qua đó trái cây có người ta cúng bông trái là tôi trả tiền đàng hoàng, bởi mà thấy đó mà tôi nói thôi ông đang khỏi mua đậu hũ, khỏi mua, tuần này có người cúng là ổng mua tôi trả tiền đàng hoàng đó. Tôi là cái nào ra cái đó hà. Rồi thí dụ đèn cầy thấy không, người ta cô gửi viết trong thơ người ta nói là con cúng đèn là tôi phải đi mua đèn đó. Cái nào ra cái đó à, cho tôi không có lộn xộn. Ăn không bao nhiêu mà nữa thì ở trai đó dầm chết không được, nó mệt lắm bà biết không? Bởi vì hồi xưa tôi không biết, không phải không biết, hồi xưa mình còn con nít rồi mình còn nhỏ rồi, nhiều khi mình cũng có những cái sai lầm.
bây giờ lớn rồi, cái già cái chết nó gần kề rồi, bây giờ phải chuẩn bị cho mình thôi. Chứ đâu phải ai cũng cứ vậy hoài, phải thay đổi theo thời gian năm tháng chứ. Tôi có tật thí dụ như đó, có người đàng hoàng là tôi rất là đàng hoàng, mà gặp cái thứ mà ba mớ cà chớn, mà bà không ra bà, mà con không ra con, mà chị không ra chị, và mẹ không ra mẹ là tôi quýnh nè. Quýnh là nghĩa là tôi nói thẳng á, chứ không phải quýnh lộn nha. Quýnh không phải như Mỹ, Mỹ là quýnh ta ở tù á. Còn ví dụ như bà thấy bà cụ ở đây không, có bao giờ mà tôi nói một câu gì mà cho bà buồn không, mà tôi hối thiệt không, không có, mà tôi kính trọng hay là tôi coi thường? Kính trọng. Bà mới nói thiệt sự, bà đứng định tôi, bà giờ bà đi rồi mà mới mới mà bà ra đi mà tôi nghe gì là tôi buồn lắm á, nghe trời là ơi, thầy không ý thầy. Tôi nói chuyện nghe không, không có cụ không có nói, nhưng mà tôi nói gì đó. Bây giờ tôi nói thiệt là cụ trong thời gian cụ đây là cụ thấy tôi là một bề đối với người lớn đàng hoàng đúng không? Cái cụ thấy chính tôi không để cho cụ phải cầm cái gì nặng nữa. Tôi sợ rồi dốc té rồi sao nguy hiểm, thấy không? Cái gì tôi cũng hết tôi làm hết á. Chứ không phải là mình đó, ăn cho mập ở thay. Ở đây á, thầy đối tôi vậy đó. Nữa tôi gì á, tôi sẽ dạy lại mấy đứa nhỏ, thấy không? Cho nó cái tư cách của nó đối lại với cha mẹ. Còn cháu chắc nữa mới là thầy. Tôi phải dạy lại như vậy. Cậu thấy á, giàu tôi rộng thầy nhưng mà trò ăn á, trò cũng ngồi ngang với cậu, thấy không? Trời, cái ngày Chủ nhật á, thì có Phật tử rồi mới ngồi đầu bàn thôi. Chứ đâu bao giờ mà tôi phải ngồi hơn, ăn tôi phải cái chén khác ở đâu. Mình là cũng con người với nhau. Quý trọng hay không ở chỗ giữa con người với nhau, người tôi là vậy đó. Nhưng mà không gần tôi thì người ta ghét lắm. Tại vì nghe tôi nói chảng nói tát vào mặt người ta ghét. Mà ở chung tôi rồi bà thấy rõ ràng không? Bởi ta đã trường đồ tri mã lực, đừng dạy biết sức ngựa, và ở đây cả tháng rồi chứ hả? Tháng hơn chứ? Không biết nữa. Ồ, vậy chứ cũng tháng hơn á. Nhưng mà giờ tôi cũng không cản bà được, tại vì bà bây giờ phải cần có cái nơi để cho con cái nó tới. Thì nói ngay tôi cũng cắn răng tôi chịu, chứ đúng ra nó quen rồi cụ ơi. Nó yên tĩnh mà cụ... Thí dụ như mấy đứa nhỏ nó tới tôi cũng ấy, nhưng mà tôi ráng tôi vui, cũng thấy tôi không có tỏ cái gì bực mình, là cụ biết là đúng ra là tôi tiến bộ lắm rồi đó nghe. Chứ ngày xưa á, tại vì cụ biết tội nghiệp tôi vô chùa nhỏ mà. Cho nên tôi không có gọi là không có ưa, không có nói không ưa không phải, mà không có thích con nít. Nhưng mà chính cụ thấy cụ đem mấy đứa cháu đây mà tôi ráng cắn răng tôi cười đó cụ thấy không, mà tôi không dám nói cho cụ buồn thôi, tôi nghĩ cái tình bà cháu. Nói chứ cũng tội thế gian mà, ai không thương con thương cháu. Bà thấy không, tôi khó chịu là tôi vô phòng. Rồi bây giờ là tôi tiến bộ nhiều lắm rồi đó cụ ơi. Cái này tôi nói thiệt á, cái ngày xưa là tôi không có vậy đâu. Ngày xưa thiệt á, giờ á, cái gì tôi không đồng ý tôi cũng la chút, cũng còn la. Chứ không phải mà hết la nghe. Nhưng mà rồi thôi, cái tôi đóng cửa cái vô phòng tôi ở mình, tôi yên tĩnh, tôi quán chiếu trọng thôi à. Ngày xưa nghe, tôi mà không chịu gì tôi la từ sáng tới chiều. Giờ là thật sự là so lại là tôi khá lắm rồi đó. Nói chứ tôi cũng biết mình ngày đó cũng lớn tuổi cụ. Là cái này ấy xong rồi cái chiên hả thầy, ướp cho ướp rồi phơi khô nè, sẵn nắng rồi nè. Ướp rồi phơi. Sẵn nắng rồi phơi khô cho nó, vậy nó không có rút dầu cụ. Mấy cái hơi cụ bỏ ra nghe. Nó làm xong nó có vỏ đậu trong này nè. Tôi rầu quá, thấy ngày hôm qua trên báo Phật giáo đưa tin nói mấy cái món chay mà món chả đồ nó sao mà nó làm tầm bậy tầm bạ, đâu biết thiệt không. Bởi vì tôi không có ăn đồ hộp, thấy chưa. À món này tôi ăn nhưng mà tôi cũng ớn nữa nè. Ăn ít ít thôi chứ ăn nhiều cũng chưa chắc gì tốt nữa, nó cũng có quá chắc nữa nè. Thấy rầu quá, ăn chay bây giờ cũng yên nữa. Nó ham rẻ đó. Rồi nó bỏ này kia vô rồi nghe nói sao nó lấy thịt. Mà cô thấy bên đây á, ở cụ ăn mặn cô thấy rẻ, ăn chay thấy chưa. Bây giờ mùa này như quế đó 10 đồng một phao. Muốn ăn cọng quế không dám ăn hai cọng quế, một cọng quế thôi 1 đồng mấy 2 đồng. Mà mình trồng nó không lên, cô thấy không, nó lạnh. Vì nay mà còn đội mão vậy mà cô biết tôi, bữa nay tôi còn đội
tôi cái sao nó khí hậu nó gì kỳ cục cái không biết nói nữa. Thay đổi rồi thầy. Mà bây giờ cô thấy khổ qua nó không lên mà nó xuống cái hộp đó là có mấy cây rồi, giờ phải gieo nữa. Xe xe. Xe xe. Thôi bà đi rồi. Từ giả đi không? Nha. Lát nữa từ giả nha. Còn lại hai thằng trò mình thôi. Xe xe ha. Tôi biết đời tu thì nó phải khảo lắm. Nhưng mà điều có cái khi người thì khi vừa vừa thôi. Tôi đâu mắc ông bà ông giải gì đâu mà coi thường tôi được, thấy không? Tôi có tự tôi làm tôi sống đó. Bởi vì tôi không có cúi đầu lệ thuộc ai là vậy đó. Cô thấy chưa, tôi làm cô thấy cả ngày, có khi tới bây giờ cụ coi nè, bắt đầu mà cụ đi rồi mùa nóng không, tôi nói thiệt tôi làm có thôi tới 9 giờ tối tôi còn ngoài vườn đó. Bắt cô nghĩ nếu mà bây giờ trồng hết bao nhiêu cái ớt đó, tôi trồng năm nay 200 cái ớt mà 200 cái ớt thì cô nghĩ buổi chiều tưới bao lâu rồi, đâu phải nó lên nó cỏ nó lên liền liền hà. Rồi quế nữa, trồng quế với ớt thôi, năm nay tôi quan trọng hai cái đó. Nhưng mà nói chứ cũng năm nay trồng dưa leo nè, trồng dưa gan, tôi thích ăn dưa gan á đó. Đó rồi phải xách nước tưới đó, nhưng mà bây giờ ông đang mua cái đồ mà tưới kia kìa đó để coi, rồi tôi mới nối dây vô coi. Hồi ông lợi ông chỉ với tôi để đầy nước rồi đó, rằng tôi làm. Bên đây là ngày thứ hai tôi tập từng ngày thứ hai vậy đó, là ngày mình bớt việc lại chút đi nè. Mình muốn làm đồ chai hay là mình muốn giặt đồ, mình muốn làm cho bản thân mình cái gì á. Bữa nay tôi cũng không có giảng dạy gì, vậy nên tôi thảnh thơi vậy thôi. Ngày thứ hai, ngày thứ tư thì nói vậy thôi, chứ ngày thứ tư khi đi chợ đi búa đồ đó. Mà đúng là tôi hà tiện lắm, mà tôi ít đi chợ lắm. Tôi ăn mấy cái rau tôi trồng nó tốt hơn. Mà thấy tôi ăn là cả rổ luôn. Rổ rau qua tôi, mà thấy tôi ăn hết luôn á, thấy không? Mà đâu có ăn đâu. Thôi ráng đi, tuổi cụ bây giờ đâu có còn bao lâu nữa. Trời Phật cho mình lúc nào là mừng lúc đó à cụ ơi. Chứ mà bây giờ mình không có lo lấy mình, khổ lắm. Sáng cụ ráng đi bộ một chút đó, đỡ lắm. Không biết là sáng này có đi không ta? Không, sáng thì bà lo bà dọn đồ. Vậy hả? Mỗi bữa cũng phải đi á thầy. Đi vòng vòng á. Bữa nay ngày rằm đó à, nếu mà hồi cụ đi cụ nhớ thì cụ ăn chay ăn, không muốn ăn mặn thì mà. Thì bây giờ lâu lâu con cái nó lại nó chở đi không ăn với nó quan cái gì, không tôi không ăn chay thầy. Chay giờ bữa nay bà đi tôi đâu có nấu cơm đâu. Thôi tôi giờ tôi nấu, tôi tính là tôi bánh mì. Dạ không cần thanh mì, họ mì khô á tôi hấp lại tôi. Dạ. Tôi sắc miếng nguyên củ sắn với cà rõ tôi ăn cái xà bà ấy cũng được nữa thầy biết không, chứ tụi nó mua cái xà cho tôi ăn cái xà rau á, cái xà chi á. Nếu tôi đi tới nhà người ta nó cũng khó khăn hơn, tôi thì tôi biết hiểu được cái bà cụ, nhưng mà tới nhà người ta tôi cũng thôi tội nghiệp cho bà, bây giờ nấu nướng làm sao rủ quên rồi ta, thì ta phải giữ bà nữa. Tuổi ngày ai dám để bà quơ nó cháy nhà người ta khổ nữa biết không. Cũng tội nghiệp, nhưng mà bây giờ á thì cũng khổ, giờ thì cái tôi thì thôi, trách nhiệm tôi giống như là cái khả năng của tôi như vậy là đã đủ rồi. Dạ. Giờ tôi không có lo gì nữa nghe. Không, nhà thầy lo cho thời gian ở đây. Chứ không thôi ấy chứ ở đây sao mà nó biết bạch trinh đó thì nó nào ngay chủ nhà hàng hồi xưa ông Khánh làm đó. Thành ra vợ bả cho xây cái phòng đó rồi Khánh lại ở luôn. Nó lại đây ở luôn, đặng nó đi làm rồi 500 một tháng rồi có tiền điện nước rồi không? Không, rồi trả riêng nữa đó hả? Hả, trả riêng nữa thì cái đó thôi, còn tiền điện nước bao luôn mà. Ồ, vậy cũng rẻ. Dạ. Một phòng hả cô? Không, 500.
cũng rẻ. Rồi tính đó cái nhà, cái nhà tự về mà nếu cho thuê cũng hơn ngàn hơn á hả? Dạ, dạ. Bị mấy phòng mà. Bà còn thấy không, mua bây giờ mua nữa cái nhà, cái nhà này tính ra tháng tôi đóng có mấy trăm bạc à, trả mấy trăm à, mà trong khi cho thuê khoảng 1.000 là tôi cũng lời hơn nữa. Cho nên đó, tại sao tôi tính mua căn nữa là vậy đó. Mà tính mua căn bên đó đó. Không, căn này tôi mua sửa không nổi à, đợi chừng nào nó bán căn bên đây nè. Nhưng mà bây giờ tôi phải ráng chờ cuối năm nay tôi mới đủ khai lịch mua. Tại vì phải mua cái nhà rồi phải ở 2 năm. 2 năm thì bây giờ mình mới khai là mình cho mướn. Thấy không? Rồi mình cho mướn mình mới mua nhà khác nó mới cho chứ. Chưa mới ở năm mấy hả? Thì bây giờ mà nếu nhà bên đây mà tôi mua nữa đó thì cũng nghĩ tôi cho thuê cho ngàn tháng thôi. Tôi trả cho chừng 400 bạc à. Bởi vì ai ở thì điện nước người ta phải lo. Mà trong cái nhà tôi là 600 tôi lắp qua nhà này luôn, tôi đâu có tốn gì đâu. Cho nên chắc là tôi cũng phải, nếu mà tính toán theo kiểu ngoài đời vậy đó. Đó là cho thuê rẻ đó. Chứ bây giờ tình hình bây giờ nhà cửa đang lên mà. Còn thuê có một phòng thôi là 500 rồi. Thôi giờ hồi trước có 300 mà bây giờ thấy 500 rồi là cũng biết là nó đã lên rồi đó. Thì cái nhà này, nhà bên đây nè, nhà bên cạnh là chắc tôi, nếu mà mua đàng hoàng ở trên chắc cho thuê cũng cả ngàn, ngàn hai á. Ngàn hai là dư trả hai cái nhà luôn á. Bây giờ cái credit quan trọng là credit của mình. Tại vì cái nhà này là cũng biết là tôi trả dư không á. Trả dư không rồi cho nên rất là tốt. Thay diện tháng trả 600 mấy mà tôi trả 700 không á. Cho nên trả dư cái chứ không bao giờ mà mình sai sót hết trơn á. 15 tay là tới tiền nhà mà 6-7 tay là đã xong rồi. Cho nên cái credit rất là tốt. Mà thấy không? Cho nên nó mới gửi giấy tờ nó cho tôi vay nữa đó. Nhưng mà phải đúng 2 năm kìa. Nó gửi chứ bây giờ mình phải đúng 2 năm. Bây giờ nay là tháng 4 rồi hả? Tháng 4, tháng 12 còn 8 tháng nữa. Mỹ mà đâu phải muốn mua nhà mua liền đâu cũ. Mua góp cho nó. Có khá là kè mấy đứa mua góp được. Hồi trước á cái credit của tôi là nó cho vay 130 đó. Mà cuối cùng tôi đâu có vay tới đâu, vay làm chi? Mình mua nhà đâu tới đó đâu vay làm chi? Ra giấy đàng hoàng từ 101 tới 103 đó. Nói gì năm mấy qua trả tiền nhà tốt nữa không? Mà thôi nói thì nói vậy thôi, nói cho thế gian này thôi chứ sao tôi cũng mệt mỏi quá cụ ơi. Nội cái nhà thôi ở không hết rồi. Nhưng mà có mấy Phật tử á, ta muốn mua á. Mua ta bỏ ở đây thì tùy thôi chứ còn tôi cắt cỏ rồi dùm nó nhiều lắm. Nhiều cái người thì mua cho tôi thì tôi đâu có nhận làm cái gì. Tôi bây giờ hỏi cụ, tôi không có một người thân ở bên này, tôi chết để cho ai? Rồi bây giờ bảo hiểm tôi rồi cuối cùng bây giờ là người ngoài hết đó, chứ đâu có để cho ai đâu. Rồi không thì cái ấy nữa tôi hiến cho chính phủ thôi, chứ tôi có người thân, tôi cũng có huynh đệ gì hết trơn á. Tôi là cái bằng tứ cố vô thân á. Một mình mà bà biết tôi chèo chống ở đất Mỹ này 10 năm trời, bà biết bao nhiêu cái bằng mồ hôi nó đổ khắp mình Mỹ đó. Nó quýnh tôi cả bằng te tua tơi tả đó bà. Mà tôi mất khe. Xứ Mỹ mà bây giờ nó muốn nói gì nó nói thôi, bà biết xứ tự do mà. À, nghĩ tôi đi làm. Làm mà biết cực lắm chứ. Bây giờ vậy mà giờ tôi mới có mua nhà có cửa. Chứ hỏi bà có ai mà ông thầy chùa tự nhiên mua được mua nhà không? Ông thầy chùa trên nói xin lỗi chứ đầu thì trụi lũi làm sao ra có cái khoe thịt mà mua nhà. Bà thấy tôi đóng thuế năm nay là năm thứ năm rồi đó, thấy chưa? Thuế má đàng hoàng đó, nó tôi không có sợ gai hết trơn á. Không trốn thuế, không hề xin. Bây giờ phút tem tôi đâu có xin đâu.
không hề xin cái gì chính phủ á. Tôi tiền bảo hiểm tôi á, là bảo hiểm bệnh đó mà tôi còn mua đó, mỗi tháng phải đóng tiền đàng hoàng đó, đều không có nhiều, tại vì mình làm không ra nhiều tiền thì mình đóng ít thôi, chứ tôi đâu có xin đâu. Tôi ráng đóng thuế 5 năm nữa thôi, 5 năm nữa đủ 10 năm 40 điểm rồi chờ tới già tôi hưởng tiền hưu. Ví dụ tôi ở đâu cũng được, tôi muốn qua nước nào tôi cũng có tiền hàng tháng hết trơn á. Nó vậy thôi. Bây giờ ví dụ như cái nhà này, nếu mà có người có đệ tử đồ tôn đồ sau này có nó lo cho mình kế thế thì mình lưu lại mình giữ, không thì tới 10 năm nó sau á thì thôi bán là được, về cũng được số tiền rồi đi vô housing ở. Housing chứ không phải nursing home nha. Housing ở rồi xin, rồi cuối cùng xin một cái housing vậy đó. Đầu tiên thì mình trả tiền xong từ từ mình mới làm đơn mình xin. Thì mình trước mắt có tiền thì mình bán nhà cũng được mấy chục ngàn, không mình cho thuê. Cho thuê đây, thí dụ cho thuê mình cho sinh nở cũng có tiền vậy. Rồi tới tiền hưu rồi tôi phải hưu à. Bà thấy không, bà thấy tôi tính không? Mà tôi đi nửa đoạn đường rồi, bà thấy chưa, năm nay là năm thứ năm tôi khai thuế, đóng thuế đàng hoàng rồi đó. Bà thấy có ai mà khùng như tôi không? Nó khùng như tôi vậy đó, khùng đó, qua đất Mỹ mới sống vậy đó mới khùng. Sống vậy khùng gì thầy? Tự đi làm sống. Cho nên tôi nói thiệt bà, ai thương tôi với Phật tử bà thấy đó, người này kia điện thoại bà nghe rõ ràng, tôi bắt cái lớn rồi mấy bữa bà ngồi ăn cơm bà nghe đó, cô xin cúng dường tôi mà tôi còn không nhận, bà thấy chưa? Tôi nói chừng nào cái người nào có cái tấm lòng nghe pháp mà có an lạc đi. Chứ không phải là nay cúng cái mai mốt nghe ai nói xấu tôi, chửi tôi à. Tôi đâu có xin xỏ ai. Ví dụ như quý tôi à, thấy tôi nói được Phật Pháp, nghe được hay, nghe có an lạc, thì do cho tôi 5-3 đồng tôi cảm ơn. Còn đừng, tôi không có kêu gọi, tôi không vận động. Mà đừng có cúng dường tôi rồi mai mốt chửi tôi là nghiệp báo ráng chịu à. Tôi không có đụng chạm ai, phải không? Nó vậy mà nó còn nước nè. Cái đi muốn ướp rồi mới phơi. Phơi khô thì chiên nó không có rút dầu. Ướp mà chút xíu muối thôi, còn nhiêu lấy cái bột canh nấm á. Nắng này phơi khô đã lắm. Thầy học hỏi gì làm ăn. Giờ làm để ăn á thầy. Tại vì bà mướn ở nhà ở đây tới đẳng đi bộ, tôi hay đi ra hồ nước lắm. Thí dụ như tôi nói thành thật á, nếu mà bây giờ mà bà tôi có cài số điện thoại trong máy bà chữ thầy đó, thì bà có ăn mấy ngày cha mà có cần á, thì bà điện cho tôi rồi tôi có đi bộ ra hồ nước á, mà tôi xách cho bà. Tôi đi ngang tôi bỏ trước nhà thôi, tôi kêu bà ra trước nhà bà lấy thôi, chứ tôi không có vô nhà nghe. Tôi không có chịu tới nhà ai ngồi lê đôi mắt à, tôi không có tới à. Tôi đi thì lại sao ấy, tôi là đây kiếm ăn được không rồi. Được bà đi xa lắm trời bà... ơi ông khách nó chở tôi lại lấy không mà. Có mấy ngày trai đó thì nếu bà nếu xin lỗi giờ bà ngại thì bà đặt tôi làm tôi lấy tiền bà đàng hoàng rồi. Bà muốn ăn gì đó giờ bà nói bà làm, nhưng mà bà phải nói trước chứ không phải tự nhiên bà điện liền, tôi đâu có đi chợ được. Dạ. Ví dụ như ngày nay ngày rằm đi thì 12, 10, 11 gì đó bà gọi rồi ông đang đi chợ mua rồi tôi nấu tôi ăn rồi tôi nấu cho bà luôn. Thì bà ngại thì tôi nói tôi lấy tiền đàng hoàng, thí dụ bà nói làm cho bà 3 đồng, 5 đồng gì, cái món gì tôi ăn tôi cho bạn ké 2 ngày chay đó. Thì đủ rồi, bà đâu cũng đâu có ăn nhiều đâu. Bà mua 2-3 đồng bạc bà ăn thấy mờ rồi bà cũng giống như tôi làm mấy công rồi. Rồi tôi đi đây, bởi vì tôi biết nhà cô Oanh, biết nhà cô Yến, còn cái nhà bà Trinh thì tôi không biết. Biết nhà hai người kia thì nghe nói tôi tạm vậy thôi, là tôi cũng về Việt Nam đó thầy ơi. Lâu lắm mình có nói Việt Nam lâu lắm, bây giờ cái tình hình là bà không có về được đâu. Dịch bệnh rần rần là ai cho bà về, nó đâu có mở cửa đâu mà bà về. Nói rồi nhưng mà giờ tôi nghi nữa rồi, tại vì bây giờ Ấn Độ nó tùm lum rồi, nó tràn qua Campuchia, Thái Lan, Lào rồi đó. Nó vượt biên về cái cửa, không phải họ sợ rồi họ súng nhau, họ tràn về cái cửa khẩu ở bên Kiên Giang á. Bây giờ Phú Quốc đồ đang báo động kìa.
phải dễ đâu. Lama là chuyến này là lâu lắm Việt Nam mới mở cửa lại đó. Hôm nay phải đi được rồi, mà hôm nay đi thì mất tiền. Đi tiền nhiều lắm, 3.000 đã tiền năm đi thôi. Nó có bà tôi nấu nướng không có, mình tôi khỏe lắm. Tôi đói cái tôi xuống tôi lấy bún tôi ăn không à. À, như nay tôi nói thôi con mình bà đi tôi xuống tôi lấy bánh mì cái tôi bỏ lên nước tôi hấp cái rồi tôi có miếng củ sắn đồ bắp cái gì đó củ cải đỏ đó tôi bào xí ra củ sắn gọt vỏ thôi, củ cải đỏ mình đâu cần gọt vỏ, mình ăn mà để gọt vỏ cho nó tốt, mình rửa cho nó sạch, lấy cái đồ bù nhùi á mình chà cái vỏ cho nó sạch thôi, rồi bởi vì cái vỏ nó tốt lắm á. Tôi có đồ bào cái tôi xào tôi sơ tôi cuốn tôi ăn thôi, nó rau cả đống mà ăn cho hết với mì đó. Ăn ngán không nhắc bánh mì nữa luôn á. Có mình tôi hà tiện lắm, của tôi có bắt đèn tối tôi tắt hết trơn nè. Có bà thì tôi bắt cho bà sợ bà té, chứ có mình tôi không bao giờ thấy ngọn đèn á. Tôi tụng kinh xong rồi tôi tắt hết rồi, kệ mình tiết kiệm được gì mình tiết kiệm nước nôn vậy đó. Bà thấy tôi tại sao tôi dành rửa chén là cái rửa mà hết xà bông là cái nước tôi đòi đi đổ tưới cây đó, chỉ có nước xà bông mà tôi uống tưới thôi, chứ còn mấy nước rửa lại đó là tôi làm lúc nào bây giờ là lúc nào cũng có thùng để dưới á. Mà tại có bà tôi sợ bà dắt mà tôi không để, chứ có mình tôi để tôi biết là biết không à, tôi rửa tôi để cái thùng bên cạnh thì cái mình đổ vô hơn nửa thùng mình xách ra mình tưới mấy cây, trời là cái nước xà bông đầu tiên mình bỏ thôi. Giờ lại đây á để học cái này nè, học làm cái này nè. Thôi học cái gì bà, sao bà nhớ học sao vậy? Sao nhớ học? Để ngâm cho ướt nè. Ngâm cho ướt rồi cái mình xé vậy nè. Rồi ướt chứ, ướt phải không? Dạ. Đó. Đó nó còn nước nè. Ủa dắt nó nữa. Dạ. Hay rồi xong. Đâu mà lâu thế. Cậu nói cậu gần tới nước bà rồi hả? Bỏ cho cái rổ tôi đi dắt cái nữa. Chuyện ra không lại kìa. Được chưa? Rồi. Ra không lại. Đưa tiền cho bà xong. Nãy giờ trong tới nè. Nãy giờ trong tới đưa tiền cho bà cụ cho rồi. Cứ sợ... con bà cụ là rước bà đi đó. Xê xê cái gì vậy con? Con thấy ông đang có nó làm gì không? À, mừng hả chứ. Không mừng hả? Mừng nó mét gì đó mà. À xê xê. Mét cái gì? Tối ngủ ngon lành mà. Không ai sướng mà xê xê hết á nghe. Đó rồi, bà đứng kìa, bà bỏ lên cái bà, ông Linh bà bỏ lên bàn trời hết đi. Rồi uống nước đi rồi chia tay. Đó, à, để nó ngồi tôi ướp. Uống nước rồi chia tay, từ giả. Đường ai nó đi nghe. Dạ. Thôi bỏ nó không cho tôi lại đây luôn hả? Đâu có, không ai không cho, nhưng mà trời bà sao bà nhớ biết đường bà lại.
Bà sao bà biết đường? Cái sách gì? Dạ. Cái này thầy Trần hay gì? Nó đưa hôm mấy đó. Hôm Quế hả? Vâng, hôm Quế đó. Hai cộng non không? Không, con biết nó lấy ra như tùm lum cho thầy. Đây. Nè. Đưa đây là 500 á, có lấy thầy của thầy 300 ra. Dạ. Con đưa 100 của Phở Đà Lạt cho thầy tuần này luôn. Dạ rồi. Nha. Dạ. Tại trong đó thì còn nhiều tiền mà, ngàn dạ. Mấy mà. Ngàn mấy đâu, ngàn mấy. Thì con đâu biết đâu. Con chú Quang chú lấy rồi. Thì con biết, ngàn mấy. Chắc là sao kỳ, sao nó trả lại kỳ để hội điện qua cơ chứ đâu. Coi coi, để cất cái tiền này đi. Ông làm sao mà tôi đâu mà tiền đâu, tôi gần mấy chứ. Tôi biết rồi, con đâu dám lấy thì con đâu biết gì, hôm nay con lấy hết tiền rồi. Thế hả? Đi đó, nhưng mà con lấy ra 300 không vậy ha, là nó trên cái tiền chú Quang chưa lấy cho nên á. Tôi làm sao ngàn mấy được, tôi đã chuyển qua thằng cho ông gửi về cúng dường ở lo vụ đám bên Việt Nam rồi mà. Bao nhiêu? 1.395 rồi. Vậy là tôi chuyển cho Nguyên Quang sao mà chưa lấy được. Ủa mà ông mới qua bên tài phải ông rồi mà. Đấy, con không biết là con đâu có biết đâu, tiền tài sao con không biết, thiệt tình con không biết. Chứ là đã tôi chuyển hết rồi, còn có 390 mấy đó, mà phải sợ là không đủ, ông biết không? Để hội điện cho Nguyên Quang coi sao kỳ vậy. Chứ đâu có ai gì. Nhiều tiền mẹ rồi. Nhiều tiền quá thầy, nhiều tiền có thầy vậy. Hết bệnh á. Ông nói ai nói cho ta tự cố mà tự đâu thiệt. Ta giết tôi. Thôi đi đốc nhang đi. Tại ông nói vậy. Chứ kẹt lắm á. Thầy tôi có tiền thiệt. Nhiều tiền là kẹt lắm á. Bà cụ ơi. Ông nói vậy cướp mà tưởng đâu tôi có tiền nữa. Trên xe, ở đây con. Ở đây. Cái gì con buồn đó xe. Ngủ ha. Ngủ cả đêm rồi mà. Cái nè. Ngủ cả đêm rồi. Đêm kia mà xe.